Chris Evans e ngại vì danh hiệu người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh. Nam tài tử điển trai Chris Evans lại lần nữa vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để trở thành người đàn ông quyến rũ nhất. Năm 2022, trong cuộc bình chọn thường niên của tạp chí People, tham gia chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Chris Evans cho biết, danh hiệu người đàn ông quyến rũ nhất năm 2022 là niềm tự hào nhưng cũng khiến anh áp lực. Anh thường bị bạn bè trêu chọc vì điều này. Họ khiến tôi bối rối, danh hiệu ấy gây cho tôi một chút khó khăn. Anh hiểu ý tôi chứ, giống như kiểu không ai trên phố thích danh hiệu của tôi. Họ cố tình bảo, này, cậu đã làm được đấy nhé, nhưng thực tế là đang cố trêu ghẹo tôi, khiến tôi làm trò cười, Evans trả lời Fallon. Tài tử Marvel còn được hỏi về đồng nghiệp quân rút, chủ nhân danh hiệu người đàn ông danh hiệu quyến rũ nhất năm 2021. Khi nhận danh hiệu từ người tiền nhiệm, Evans đã gửi lời cảm ơn đến rút trên mạng xã hội. Anh đùa rằng bản thân gần như không thể tiếp bước rút với danh hiệu này, nhưng sẽ cố gắng. Mới đây, Evans quảng bá bộ phim mới Gotham đóng cùng nữ diễn viên Anna de Armas. Tác phẩm khởi chiếu từ ngày 21 tháng 4 đánh dấu lần thứ ba anh và người đẹp Cuba hợp tác. Trước đó, họ đóng chung phim Night Zao và The Hey Grey Man. Trong bộ phim hành động hài pha lãng mạn này, Zadi do de Armas thủ vai và Cole Evans đóng, bắt đầu cuộc phiêu lưu giải cứu thế giới sau một buổi hẹn hò. Chris Evans sinh năm 1981, nổi tiếng nhất với tạo hình Steve Rogers Captain America của vũ trụ Marvel. Vai diễn giúp anh nổi tiếng toàn cầu và sở hữu lượng người hâm mộ ủng hộ. Chia sẻ cảm xúc khi nhận danh hiệu, ngôi sao từng thủ vai đại úy Mỹ cho biết mẹ anh rất vui và tự hào. Đây là điều mẹ tôi thực sự có thể khoe khoang. Đào Vinh, theo Variety.